Xong bằng cười, anh chơi anh cười cho. Ông nhìn ra bà ca, mình to, cách chăm nào ca, đi tệ vị thị, xăm nào ca đánh đầu. Tổ tiết được ông hay này chùm luôn. Đảo vốt đi. Hay một nâng chôn vị tí ca này từ lục cho cơ rộng dòng mắt. Nhóm xong chùm riêng chôn đồng nâng đòl phía kỳ nâng xa thiên đại chôn đã bàn chô ruộng được nông ông sắp đá ca nơi thằng ngày này thà cách đồng đá ca sẽ đạp sắc khai cam lờ xạ xây khê đạp dư xa rô phẩm bôn đại dương miền cao lưu phía thà nâng thư sắp đá đập sạch hay cầm đập bọt nơi thằng ngày ní tạm ca kẹt đơn nia pê bì lì sai chỉ thầm mày mà đón tiệt ní ông hiểu đấy dù khơi tha mình ai đâm nà ca đập sạch hay cầm sạch xây kê đập du rô bầm buồn nơi thằng ngày ní bàn tì đại hết kịch bị phía xa đánh đầu đập bọt dương đại bàn vượt vật tơ ní miền ca chấm nai pê bì lì tràn lơ bì vậy để ông nhầm ra bàn kẹt đàn nìa cổ rộng tục nô. Hay xã xây rụng đi, ông nhầm ra nâng cầm nọt cao bạch hết. Anh chương quạt mộc đọt ra khay cắm nơi khăn nông ông lông bìl nơi ông nhầm ra đồng nà ca xã mạng ca lưu ông hết bọt bạch ca xô mà phê mùi nâng chương ai cứ nơi cả lạ thị xã xóm trọp nà mùi. Đối chứ nè, môn trầy tôi là cá sợ chùm riêp chùn từ kháng ông ập hiếp quang bia là xạ xây nẹ chùm niên đang bây chặt chay riêp chòm chùn xạ xây khê đã bây dù thổ bầm bốn tôi lập tự căn lâm nơi thàn đã bỏ cột bên cho hay cá có hào chứ thầm mây cứ rung chăm cá bị phía xạ mạng cá chứ thầm mây chìa cách bình to xong bộ cô lập tự căn đi chùn từ chắc cầm song mắc nằm bay bên to sầm nua su đo chuyển chụp chót bẹp con đang hết chụp luộc và đập vào Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date exacte à laquelle Sun Sen a quitté Phnom Penh et à partir de laquelle vous avez été en lien avec l'oncle Noon? Bạn chụp chỉ môi nâng bù nuôn ông nuôn nụ. Rừng đi. Chỉ rừng chấm. Rừng đi chỉ rừng chấm lại. Đôi chân này không chăm chẳng ti cần lái, không chăm chẳng tháng ngày để chấm tới chụp bù nuôn. Cứ nơi tháng ngày đập bàm xây há mà bàm bố rõ chết sắp bàm bì. Hời tì tăng cứ nơi bút tất cả bất chạy lấy bất sở ràm rớt. Mình mên nơi chân tọc đây thế, cứ nơi chân kháng lờ. Đối chân này không xong bật dễ chung bật này, xong chọc. Je ne souhaite pas avoir des détails, simplement la date. Et j'aimerais aussi que vous me disiez si vous aviez connaissance des raisons pour lesquelles Sun Sen a quitté Phnom Penh et où est-il allé et qu'a-t-il fait à ce moment-là? Hỏi ta lúc mình bạn đang thả quạt tờ tì ná, hỏi ta thua ở vầy nơi còn lại nè. Chúng mình đẹp được xa lúc cháu cỏm. Bê là tùm bông nâng. Tư đầy quạt tớ mình đang dễ tờ kháng. Mình mốt đầm mê riêp trong tì tăng rồi riêp trong cầm lăng nhăng mách của mình đang đế.
ដល់ក្រោយមកឃើញមកទាយកមិត្តហោទៅទៀតតែជួយការពារអង្គភាពជួយការពារមន្ទីរគុកបកគាត់ ហើយ បន្តមក លើក ទូរស័ព្ទ ពី ខ្ញុំ មក ខ្ញុំ ពី អ្នក លឿង គាត់ មក នៅ អ្នក លឿង បោះ ទី តាំង មួយ នៅ អ្នក លឿង ដូច្នេះ ខ្ញុំ ដឹង ប៉ុណ្ណឹង Où est située cette base exactement? Mình chắc chắn là chắc chắn chính cái tí tăng mũi để sầm khăn để cột tế ô một nhóm cư nệ lưỡng. Lúc cháu cọng ai chỉ đẹp hai nệ lưỡng cư tự tăng phần lệnh mũi là hốt từ đó từ mê cổng. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est à proximité du, de la frontière vietnamienne? Mình chết tế ngài. Trời chọn cắt khách bì. Trời chọn... Nhiệt lưỡng nực không khách cắn đá. ឆ្លងពីអ្នកលឿងឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅទៅខេត្តព្រៃវែងហើយបានឆ្លងពីព្រៃវែងទៅបានរជុលដែនដីវៀតណាម តាមខ្ញុំ សម័នអ្នកលឿងមិនដល់ 100 គីឡូម៉ែត្រ ពីភ្នំពេញទេ មិនដល់ 1 គីឡូម៉ែត្រ ពីភ្នំពេញទេ មិនដល់ 100 គីឡូម៉ែត្រ ពីភ្នំពេញទេ មិនដល់ Alors, une autre question sur un sujet différent. On a parlé tout à l'heure des interrogatoires des prisonniers vietnamiens. Vous avez indiqué que ces interrogatoires étaient principalement réalisés par l'interrogatoire qui s'appelle Mom Nai. Il y a au dossier un certain nombre de confessions qui sont rédigées en français. Confession de prisonnier vietnamien. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de ces confessions en français et qui rédigeait ces confessions en français? អ្នកដែលចេះប្រាំងអាចទៅសេបានគឺជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ជាសាក់ពីររបស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលភាគខាងត្បូងវៀតណាមឈ្មោះវូឌីងអូ Mình không chế bà răng, chế ăn khlê. Bởi miễn 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 tâm nhận năng ai, đây là gì? Je pense qu'il y a plusieurs confessions, mais ce n'est pas un problème majeur. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à l'accusé. ជនជាប់ចោតលើអង្គហេតុនៃចំនួនប្រពន្ធហើយមុននឹងបកគលវិទ្យា
khiêm sum rum lực đal phi kỳ để cho ruộng được nông ca phi phía xa hội bàn triệt tha ông hết để những bạn đặng phi phía xa này cứ ông hết để pi chấm luo và đập vụt như vậy chấm cứ chấm luo và đập vụt rồi viên cam ở chia bị chia thập tay nâng xa thiên hạ rót thành cung dùng Việt Nam được nông ngầm lòng pil này cam ở chia bị chia thập tay pi ឆ្នាំ1977លោកដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1997ដោយចិត្តតំបន់ទី2ដោយការខត់សម្គាល់របស់អង្គជំរះឃើញថាការកំណត់ការកិរណីពេលវេលាក្នុងការធ្វើសន្មកាមានការយឺតយ៉ាវដូចជាពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះដែលតាមផែនការគ្រោងទុកយើងរៀបចំកិរណីពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើសន្មកាទាំង ហើយត្រូវបានអខានមិនអាចធ្វើបានដោយហេតុផលពេលវេលាដែលមានការអូវឡាយក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលដូចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបញ្ជាក់ឡើងវិញថាអង្គហេតុនៃការចំនួនរបស់អាវុធនេះត្រូវញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងអង្គហេតុនៃចំនួនរបស់អាវុធនិងអង្គហេតុប្រតិបត្តិការស-21ជាការពិតណាស់នៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហេតុនៃចំនួនរបស់អាវុធ វាផលដែលកើតឡើងនៅមន្ទីរស-21ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តកម្មទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅមន្ទីរស-21ចំពោះជនជាតិវៀតណាមទាំងជនស៊ីវិលទាំងឆ្លួយសឹកវៀតណាមនោះត្រូវបានចក្រមខាត់រៃបានសួរដេញដោលចំពោះជនជាប់ចោតហើយជនជាប់រត់បានឆ្លើយជាមូលដ្ឋានជាមានលក្ខណៈជាទូទៅនោះឃើញថាច្បាស់លាស់សមល្មមដែលអាចសពគ្រប់ព័ត៌មានដែលអាចយើងទទួលយកបានហើយ ដែលឡែកបញ្ហាផ្សេងទៀតតេតិនជាមួយនឹងប្រតិកម្មជាក់ស្ដែងដែលអង្គហេតុនេះយើងនឹងទៅពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងអង្គហេតុស្ដីពីប្រតិបត្តិការស-21នឹងជើងឯកដែលបន្ទាប់ពីអង្គហេតុចំនួនប្រាប់អាវុធនេះអញ្ចឹងសូមភាគីដែលចូលរួមនៅក្នុងការ ស្តង់សំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុចំនួនប្រាប់អាវុធនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយចាប់ចង់ក្នុងការតាំងសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធតែទៅនឹងអង្គហេតុទូទៅស្ដីពីចំនួនប្រាប់អាវុធប៉ុណ្ណោះមិនអោយចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៅមន្ទីរស-21ទេទោះបីមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលបានបញ្ជូននេះមកដល់ស-21ក៏ដោយទុកឱកាសទុកអង្គហេតុនោះទៅ ទៅជែកវិភាសាដេញដោលនៅក្នុងអង្គហេតុក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីអង្គហេតុនេះសូមអញ្ជើញសាភិញ្ញាតើមានសំណួរអ្វីសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលបានលើកឡើងនេះចំពោះជនជាប់ចោតដែរទីទេបើមានសូមអញ្ជើញ សូមអរគុណលោកប្រធានលោកកាំងកៀវ លោកបានលើកឡើងពីម្សិលមិញថាទំនាស់រវាងកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាម វាគឺជាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃនិងស្លាប់រស់ តើនេះជានយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមែនដែរទេ ត្រូវហើយ មានគេនយោបាយមួយដែលយើងខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាវាអញ្ចឹងហើយលោកបានដឹងពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពទាំងពីរហ្នឹងដែរទេដែលដឹងច្បាស់លាស់មែនទែនចូលជាសង្គ្រាមពិតប្រាកដគឺក្រោយថ្ងៃ6មករាដែលខ្ញុំចាំខ្ញុំដឹង អញ្ចឹងថាតើលោកដឹងថាមានទាហានវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាអត់ វៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជា វាមកជាសង្គ្រាមពិតប្រាកដនៅក្រោយរបស់ដែលខ្ញុំហៅថាថ្ងៃ 6 មករា 1978 ហើយ តើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះទាហានវៀតណាមដែលចូលឈ្លានពានកម្ពុជាទាំងនោះ
khiêm bàn rì ca chùm rìp lục chùm tiêu khắc loại chạy cọng chùm nông chùm rìa dương rùi hơi thà rùi viên Campuchia nâng Việt Nam nguyên chì rương si tới si màu kê vay dương dương vay kê khiêm kịch chăng bê nông ta nâu bê nông lục kịch thà miên chất thà sọp tự hiên Việt Nam đồng ọc nó thế. À rừng đi vì chỉ à rộng bề lúc lòng bạ rộng lực lăng vinh nặng có bần tái rừng để khi nhóm rộng lực lăng vinh hay nơi chăm mình phát lịch cứ rừng kê cặp dưỡng dưỡng cặp kê chất lọc nìa mà chất lọc nìa đôi khi nhóm bàn chùm điệp bị lực môn gà lạc bì xa mây để sắp sạc hay căm rộng bọc nịa chùm điệp này anh chẳng đà anh chẳng rừng này bị rằm rầy bà sân chỉ mẹ kia xa hạ bốn ân lưu chân về ruột nơi Campuchia mẹ kia ai kia đếch mà chắc cả bọc Pol Pot và xa lập nơi Campuchia đi chết nơi dụ bái để dừng nhóm ban chụp điệp lục bởi anh nhà mánh thà vì chia tùm ngó xa lập ruột hay về rằm rầy dạng mạch đôi khi nhóm ban chụp điệp lục mà hơi bần đà nó bị ai cho xa nơi này xôn xôn phi để cái mà bọn bộ hạ sập buồn cả đói coi lê doãn cận nơi tại tục luôn có chuyện bệnh đá ăn đu chân nít chỉ đừng bật đối với này Pol Pot luôn ấy trong bán bạc muối đại luôn miền thà nặng sao mà khi chỉ muốn bạc Việt Nam miền thà nặng sao mà khi chỉ muốn bạc lá miền thà nặng sao mà khi chỉ muốn bạc mạ Lenin từng óc nông lộ nừng khi ông giọt khinh chẳng đối với này ở khi ông sợ lẽ khả năng ít bị xét được khả nhiên đi mình nói là trầm dốt thả kê vài dưỡng như vậy kê kê xâm lập khả máy dưỡng có ai xâm lập Việt Nam với bạn đây lúc bạn lực lang thả Pol Pot miên bổng nóng trong ai bạc cùng này Campuchia nâng miên thần nạng xa mát thì mùi nâng bạc cùng này xinh xinh tiền chúng ta Pol Pot miên trên dịch đầy thả lãnh cao vây để tệ tôn nâng bà nhà hàng đại tế rừng thả lãnh cao chia tầm lọc bạc mạng lên nhìn nâng lửa sở gó lốt kì mình thả lãnh cao thật tình thật tình thì kì mình thả lãnh cao thật tình thật tình thì kì đã sang sông nặng Bị bố chúng khơi thả miên chỉ cái đấy thay cả môi rồi bỏ Pol Pot nơi ngay tì đọc bằng phơ khai mà gà rác nằm còn mùa rơi chất sử bầm bầy để bàn đọc sống cho anh phí xoắn đọc thay rồi bỏ Pol Pot đã chia lệ khá cả nạm ở châm bạc cùng này Campuchia thay bàn lược lại bằng phí lược lại thay phụ viết bàn bảo bất nông lẽ gần nạ ụt ảng bảo hơn công cách nâng chú liên pin bóng phót đại kê chư thá chia bầy đa ảnh đủ chân nâng chia bóng thông ảnh đủ chân phụ viết bàn bảo cách chia xa thê rần nạ thà phụ nạ tối tái tiếng ốc nâu nông ảnh đủ chân trâu tay cổ rục luôn nâng sạp ảnh chia rồi bọc luôn thì ai cái sao này miền nó không nông yêu ấn chỉ biết sao không ai cứ sôn mà phải pí buồn trầm bấy trầm pì rồi hốt đó sôn pí buồn trầm bấy trầm pì hay phía xa ông lê cứ sôn rầm bấy rầm muối rầm pí muối đó sôn rầm bấy rầm muối rầm pí rầm bấy nơi khăn ông tùm phô thì pí nơi phía xa khám mài
Ta lok ban dang sik dai thlaing ka ni dai te. Chimrieb prasah lok pri anya. Khnyom bat chlai ning samnu robos lok mmeng ni keu nuk to dol mun thngai 31 thnu 1977. Ai jamnai sik dai thlaing ka ni. Chih mun ruot pi khnyom ban an ban lue yang hoy na ko ban lue tam vachu dai tae vi phlek. Som okun dai lok ban leuk panha ni mo. តើនៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចហ្នឹងតើលោកមានដឹងទេថាចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងវៀតណាមហ្នឹងមានប្រមាណដំណាក់ការសំខាន់ៗតើលោកបានដឹងទេលើកតែចំណុចដែលសំខាន់ៗជំរាប ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតនៅជាមួយនៅលោកជំទាវខាត់រៃរួចហើយថាតំណាក់ការមានពីរតំណាក់ការទី1គឺពីដល់7មេសា1978ប្រហូតដល់ថ្ងៃ6មករា1978បំបីអានេះពួកខ្ញុំនិយាយ6មករាចេះតែជាប់ព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងនឹងជាងក្នុងរយៈកាលនេះ ខ្ញុំគិតថាយើងប្រើពាក្យខ្មែរថាការវាយទៅវាយមកគេវាយយើងយើងវាយគេតែតាមពិតមានជាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលសព្ទៈស្ដាយនៅពេលនោះខ្មែរលួចចូលទៅយកការពីយួនលួចចូលមកយកការពីខ្មែរហ្នឹងយើងនិយាយតាមភាសាចំណុះនោះយើងទៅយកការពីគេទៅលួចចាប់មនុស្សពីគេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅអាហ្នឹងវាវាយើងចឹងគេចូលដីយើងលួចយកការពីយើង គេវាយយើងដូចជានៅក្នុងសំណួរដែលខ្ញុំទៅសេជូនទៅខាងលើនោះគេមកចង់បោះបង្ខិតបង្គោលព្រំដែននេះអានឹងវានេះហើយហើយតាមពិតជំរាបលោកព្រះអាញាថារឿងអស់នេះខ្ញុំវាភ្លេចអស់ទៅហើយរឿងដែលខ្ញុំនៅចាំគឺទំនាស់នយោបាយវាដើរតួអារឿងលួចចូលព្រំដែនបង្ខិតព្រំដែនអីអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតតែរឿងក្បិចក្បុកទេទំនាស់នយោបាយវាដើរតួគឺគេចង់ យើងជាសហព័ន្ធអនុជននឹងឯងដែលខ្ញុំចេះតែនិយាយថាទំនាស់ប៉ុលពតលេយុននេះខ្ញុំនិយាយឲ្យចំបញ្ហាចុះមិនសំដៅលេខាបកវៀតណាមទាំងអស់សិតអញ្ចឹងទេប៉ុលទំនាស់ប៉ុលពតលេយុនគឺទំនាស់ស្លាប់រស់មួយចង់កសាងសហព័ន្ធអនុជនមួយចង់ដាក់កម្ពុជាឲ្យនៅជាឯករាជ្យនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះទំនាស់នយោបាយដែលខ្ញុំគិតអារឿង គ្នាមកក្រាំងពីក្រាំងក្មេងក្មេងនៅខាងក្រោមខ្ញុំមិនសូវបានគិតទេខ្ញុំអត់បានតាមដានទេហើយចម្លើយដែលលោកជំទាវខាត់រៃបង្ហាញខ្ញុំមិញហ្នឹងជារឿងពិតខ្ញុំចាខ្ញុំទៅសេខ្ញុំដឹងសូមអរគុណចុះលោកបានដឹងអំពីផែនការប្រើកម្លាំងដើម្បីបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាដែរទេព្រោះថានៅក្នុងឯកសារ សិភៅខ្មៅដែលចងក្រងដោយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ទំព័រ64 65បានសរសេរថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យវៀតណាមដកចេញមុនខែឧសភាឆ្នាំ1975ហើយត្រូវដកចេញឲ្យអស់នៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975ហើយក្នុងសិភៅនោះក៏បានសរសេរផងដែរថាមានតែវៀតណាម មួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះដែលដកចេញពីកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីបណ្ដេញអ្នកជនជាតិវៀតណាមនោះចេញតើលោកបានដឹងពីបញ្ហានេះទេ ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាបញ្ហានេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេដូចខ្ញុំបានជំរាបមិនសិនមិនអញ្ចឹងសិភើខ្មៅនឹងតលេខ83បានមកខ្ញុំឃើញសូម្បីតែសិភើខ្មៅដល់តែឆ្នាំ783បានខ្ញុំឃើញដូច្នេះរឿងតំណោះដេញចេញអីនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេយោងតាមការលើកឡើងកន្លងមកឃើញថាលោក ធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយមេដឹកនាំធំៗ
ខ្ញុំអត់ដែលបានចូលរួមប្រជុំទេនេះទី1ឯចំណែកមេហៅខ្ញុំទៅធ្វើការគឺគេទៅឲ្យខ្ញុំរៀបការការងារហើយដើម្បីគេកែតម្រង់ការងាររបស់សំភៃ1ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមប្រើពាក្យនេះថាធ្វើការតាមពាក្យខ្មែរក៏ហុំដែលនិយាយពីមុនឯចំណែករឿងរៀនសូត្រសំទោះរឿងរៀនសូត្រមិនខ្ញុំទៅរៀនទៅរៀនសូត្រគេច្រើនតែនិយាយអំពីទំនោះលេយន់ហើយនឹងប៉ុលពតអំពីមាគាឯករាជ្យម្ចាស់ការនេះឯងនេះគ្រឿងទៅរៀនសូត្រ ឯចំណែកការងារដែលគេហៅខ្ញុំទៅធ្វើការងារគឺការងារសម 21តើត្រូវធ្វើអីអ្វីខ្លះអ្នកឯងធ្វើនេះខុសអ្នកឯងធ្វើនេះត្រូវគេកែតម្រូវអញ្ចឹងព្រោះថាពីម្សិលមិញលោកបានលើកឡើងថាលោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គមួយដែលមានពលពតជាអ្នកឧទ្ទេសនាមហើយបាននិយាយថាពលពតបានលើកអំពីការវិជ័យជំនះ របស់កងតបកម្ពុជាទៅលើកងតបវៀតណាមតើអញ្ចឹងមែនទេអរគុណលោកបរិញ្ញានេះបានលើកសំណួរនេះបើតាមខ្ញុំហៅអាប់កន្លែងហ្នឹងពេលហ្នឹងគេហៅថាមីតទីងអបអជាជំនះកងតបរបស់ពលរដ្ឋនៅពលរដ្ឋទៅធ្វើថ្ងៃ6មករាខ្ញុំចូលនៅសំភៃ1កាលនោះមានតែខ្ញុំទេតែម្នាក់ឯង តើនៅពេលដែលលោកបានដឹងអំពីបញ្ហាចំនួននេះដែលថ្នាក់លើរបស់លោកបានប្រាប់ដោយលោកបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងលោកបានយកអាបញ្ហាចំនួននឹងទៅបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏បណ្ដោះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិករបស់លោកដែរទេ អរគុណអ្វីដែលលេខាបកគីអូទិសនីមកឲ្យខ្ញុំ ខ្ញុំជាលេខាគណៈកម្មាធិការស21យកទៅបើកពង្រៀនភ្លាមខាងនយោបាយឲ្យកម្មាភិបាលនៅខាងក្រោមគេយល់នេះជាក្រឹតក្រមដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតើនៅស21នោះមានមេដឹកនាំធំធំធ្លាប់ទៅបង្រៀនអំពីចំនួនបដាវុធនឹងនៅទីនោះដែរទេ ខ្ញុំមានប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាលោកមានប្រសាសន៍សួរខ្ញុំថាតើនៅស21មានមេដឹកនាំធំធំទៅបង្រៀនខ្ញុំជឿថាលោកសំដៅអំពីមេដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍ចូលទៅបង្រៀននៅស21មានតែម្នាក់គាត់គឺលោកគ្រូសំសេនគាត់អញ្ជើញទៅបើតាមខ្ញុំចាំគឺថ្ងៃ24មេសា1977 តើលោកមានដឹងទេថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ទៅបង្រៀននៅស21ហ្នឹង ជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាលោកគ្រូសុនសេនក៏អញ្ជើញទៅនេះយើងនិយាយថាបង្រៀនវាអត់ទាន់ចំទេតាមពិតក៏ទឹកដឹកនាំធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ស21នៅស21ដើម្បីឲ្យយល់ថាមតិខាងក្រុមគេមានមតិយ៉ាងម៉េចចំពោះការដឹកនាំរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំផងដូច្នេះក៏អញ្ជើញទៅនឹងជាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ស21មិនមែនតែបង្រៀនវគ្គនយោបាយដូចធម្មតាទេ តាមដែលខ្ញុំយល់អ្វីដែលលោកលើកឡើងបានន័យថាសុនសេនមិនមានកម្មវិធីទៅបង្រៀនអ្វីក្រៅពីវគ្គដែលលោកបានលើកមិញហ្នឹងទេអញ្ចឹងមែនទេជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាប្រចាំឆ្នាំឆ្នាំនោះក៏បង្រៀនធម្មតាប្រចាំឆ្នាំឆ្នាំនោះក៏បង្រៀនធម្មតាគឺបង្រៀននៅមើលចិត្ត7បង្រៀននៅក្បែរបរិក្ខារអាគារមួយដូចសម្បល់រូប អានឹងកាត់ពង្រៀនប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងឯចំណែកថ្ងៃ24ខែមេសា1977ក៏ពង្រៀនដឹកនាំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការស21
ការពីម្សិលមិញលោកបានលើកឡើងដែរថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានរក្សាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមនឹងគឺរក្សាទុកជាសម្ងាត់តើលោកដឹងទេថារបបនេះមានគោលបំណងអ្វីក្នុងការដែលមិនប្រកាសចំនួននេះជាសាធារណៈ នេះខ្ញុំវិភាគហើយសន្និដ្ឋានរីកាជូនសហប្រតិអាជ្ញាទេសន្និដ្ឋានជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាដំណោះរឿងបកមកលេនីនពីដែលមានប្រទេសនៅជិតខាងគ្នាគេត្រូវពុះពៀដោះស្រាយជាសម្ងាត់ដូច្នេះការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យការប៉ះទង្គិចគ្នាវាចំជាងការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងនយោបាយក៏ដោយ ខាងអាវុធក៏ដោយជាពិសេសខាងនយោបាយគេទុកជាសម្ងាត់ដល់ក្រោយពីផ្ទុះសង្គ្រាមហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកមានប្រសាសន៍លើកឡើងមិញអញ្ចឹងដូច្នេះគេទុកជាសម្ងាត់នេះខ្ញុំជឿថាវាជាទម្លាប់របស់បកម៉ាលេនីនពីដែលមានប្រទេសជិតខាងគ្នានេះគឺអញ្ចឹង មុននេះបន្តិចលោកបាននិយាយថាសុនសេនបានទៅនៅអ្នកលឿងតើពេលនោះលោកដឹងទេថាសុនសេនទៅនៅអ្នកលឿងដើម្បីធ្វើអ្វីនៅទីនោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែរឿងកិច្ចការយោធានេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៅទៀតមេខ្ញុំក៏ចេញពីភ្នំពេញទៅនៅខាងក្រៅ ខ្ញុំដឹងភាកច្រើនយ៉ាងយូរនៅអ្នកលឿងក៏ប៉ុន្តែឯកសារស.21ជាសេចក្តីសារភាពជូនទៅពូនួនក៏ដោយក៏ខ្ញុំឃើញចំណាចាររបស់លោកគ្រូសុនសេនរហូតដល់ថ្ងៃ11ខែ11 1977ដូច្នេះការងារនៅស.21គាត់ដឹកនាំនៅតែដឹកនាំកិច្ចគូសដែលនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹង នេះឯកសារដែលនៅសល់នៅស.21នៅឡើយទេហើយជាក់ស្ដែងមិនដឹងជាគាត់គិតគូរបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតទេអីសល់មិញលោកបានលើកឡើងថាយូរយូរម្ដងសុនសេនតេអូមករកលោកម្ដងមែនទេហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់តេអូមកទំនាក់ទំនងលោកដើម្បីអ្វីដែរហើយតើគាត់បានប្រាប់ពីបញ្ហាចំនួន អ្វីជាមួយវៀតណាមដែរទេពេលក្នុងអំឡុងពេលតេអូនោះជំរាបប្រសាសន៍លោកបរិញ្ញាមេតេអូមកសួរខ្ញុំសំខាន់គឺតាមដានការងារនៅស.21នេះឲ្យតែមេជួបខ្ញុំគឺតាមដានការងារតម្រង់ទិសការងារកែលម្អការងារ ไอ้จํานายปัญหาสมรภูมิตํานอกนโยบายอย่างม่ิจជាពិសេសตํานอกนโยบายอย่างม่ิตกสําหรับวะประจําឆ្នាំบ้านគេនិយាយដូច្នេះការជួបគ្នារបៀបនេះគឺមេតាមដានការងារតម្រៃតម្រង់ការងារไอ้จํานายตํานอกរបៀបខ្មែរវៀតណាមตํานอกរបៀបខ្មែរអបាប់ ជាមួយនឹងប្រទេសណាក៏ទៀតផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ឡាវអីហ្នឹងគេនិយាយទុកនិយាយនៅវគ្គសិក្សាប្រចាំឆ្នាំតើលោកដឹងទេថាទាហានវៀតណាមដែលចាប់បាននៅសមរភូមិហ្នឹងបញ្ជូនទៅណាខ្លះលោកមានដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំរៀបត្រង់មិនដឹងទេ มันนั่งยีประมาณเนี้ยกี่กำติดในสมรภูมินุ่งมันนั่งยีประมาณเนี้ยกี่เป็นจูนหมกขยมไอ้อาจมีนคลาสเทียตเตอร์กันไหนเซ็งหรือยังไม่ข้ามมันจะไปลูกดังเตท่าแต่เฮียนเวียดนามได้เป็นจูนมาดอสอมาเพย์ม้วนนั่งมีนสับเพียบอย่างไม่ได้ข้ามอัดบานแต่มือพทอลที សិលមិញលោកបានជម្រាបលោកស្រីចក្រមថាបុគ្គលិករបស់លោកធ្លាប់ចេញទៅដឹកជញ្ជូនអ្នកទោសវៀតណាមចំនួន2ដងនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងហើយនិងកំពង់ចាម
Nè đã chênh tư chăm bách trơ tài miên bằng chia bì lô hai trơ miên lì khách đáp lâu bì xe tiệt. Ta nó phê nó lô bàn bằng chia ôi nà khách tất đặc dình chùn từ hiện Việt Nam để chạp bàn nó. Kim rì bà xa lô bà rẻ nhá rừng đi khám bàn rì ca chim rì bà lô kìm tiêu khách rãi chạy khám chôn lùn chung rì ra rùi hà ơi nhóm sông bình chạy bình thèm ở chỗ bác hai biệt thật thật đáy là thế xong một đời phá lời bí xe bí đón bà ra xong rạp chanh cà hai miên tập bí đón nóng quất chọc bà xong một đời phá lời bí xe ai dầm này tư đầy tư vô tư hiền Việt Nam đi mình đang kia tư tạm phá lời bầm bớt rưu có mình đang kia tư tạm phá lời mùi thì xong mình chăm chạy bác không chăm mình chạy bác cả bọn nó từ chân tới để phá xong một đạo phá lời bí xe nó ta bí đoàn đi ai dầm này cái này bí nó không rong chăm tới tu bí kháng cái kia bình chùn màu cứ mình lín cách bình chùn màu hết nhưng không nơi rong chăm tới tu xong nô bọc nhóm cư thà ta lúc bình chi ai nó nạc lá tư nông nếu chi xong nô ta cả nà bàn bình chi mòn chẳng khi mình chi ai mất hối kia nó bọn khi bệnh trái ở nà tới ớt xong tu ta càng là ban bệnh chia mòn chẳng khi mình đã từ bệnh chia bắt đầu lấy khi bệnh chia bệnh giàu ở mật hố cái ăn động vật khi bệnh chia bệnh giàu thì chẳng ban này than lô ớt ban đăng than này nà khá đại ban chùa rùm từ chỉ mùi hồ tề chẳng mệt thế chỉ mới được sang lô bệ nhà hố có mình tự tiền hố có mình tự tiền bình chiến nó không bình chiến chỉ bị giàu được chứ nè hố ai chặt tăng hối rừng là nạp sinh tiền hố mình đã hiện đại chào được cả lại thì hay lịch khách đáp lâu bị xe nít ta nè ná trên nè sầm rạch chèn đáp lâu bị xe nít nhóm sầm mình yên bị cầm nát ấy để bàn trả lịch khách đáp lâu bị xe thì lịch khách đáp lâu bị xe nít tầm bốn có mọi nhóm ai đó phải bắt cá nâng chóc không có con chú lục rưu xong xên bình bị đáy chóng tới quạt đòi lại lời tì bí không khinh tấn khi riêng chóng đòi mong chanh hát bán kì ai chóng tới tù là lý khách đá phá lập bí xét ní nâng phá lập bí mê đi vốn nâng nâng mốc rung chắc sẽ vấn áp đòi khi nhóm mọc đòi vinh phá liếm ai tu rồi sắp tới từ tu rồi ở cái ở mặt phòn miền sao lục sơn sến mau từ tu rồi khách định đào phơi này từ bình phơi liềm đôi chân này khách đào phơi này ở hiện tục nâng xong phơi mùi du rì pro ấy pro lịch khách đào phơi bị sai nâng miền bẩm ra mũi hà mình ao chạy mình ao chạy làn đôi chân này lịch khách đào phơi bị sai này thì ao dương không prà tập đi đòn đi chọc ta lúc chạm bàn tới thà ca để tranh tơ chấm đốn phi lược nâng chạm bàn thể hiện Việt Nam nâng của màn nè lúc chạm bàn tới chấm đẹp ra lục bởi anh nhá nhưng không ăn thịt chạm thì bớt sinh dịch tới nè thì vô Việt Nam có nói tới cái đó ăn thịt chạm thì vô lộc bắc đại kí chạm sập vô màu mấy khi ông ban chấm điểm lục chấm tiêu khách rồi em sẽ mánh tha mình đăng ký từ nào rồi bắt ông bón rồi có hàng bồng đèn đi khi nào để khách đào phơi pi nữa mình đang giang mấy tỷ sông đã xa thà miền bờ pi từ tì nà khát mình chấp bát chăm bị chết tăng ốc như tới bị đè mình hôi gần màu chân ban này thà lục mình chăm chấm nuôn mình nuôi đè từ tua bàn tì chẳng mệt thế. Rừng là ắt chạy sau đây những khăm ắt chậm thì ta lục đăng tới hai đầu với ban chìa lịch khách đào phơi bị xe ní từ ban mình chụp đòi mua là hai đầu với khi nhầm mình đăng chạy bạt thế cần là sông sân để than lịch khách đào phơi ní bị xe nó âm nặng. Bởi hà mình ở chai
ដូច្នេះគេមិនហ៊ានទុកចិត្តប្រើស21ឲ្យកណាលិខិតនឹងទេយូរច្រើនដងទៅទេហើយមិនហ៊ានឲ្យទុកយូរទៅទៀត តើលោកមានបានពេលនោះតើលោកបានស្នើទៅថ្នាក់លើរបស់លោកដើម្បីចេញលិខិតដើរផ្លូវអ្វីផ្សេងទៀតទេ រឿងនេះខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយលោកចាំបានទេថាតើអង្គភាពណាខ្លះដែលបញ្ជូនអ្នកទោសវៀតណាមនឹងទៅហានវៀតណាមនឹងមកមន្ទីរស-21 អ្នកដែលមកនឹងគឺពួកមិនលីនគឺអង្គភាពរបស់ 807 នឹងតម្រង់ តើលោកដឹងថាជាទូទៅ ប្រហែលថ្ងៃទៅគេបញ្ជូនទាហានវៀតណាមមកស-21 ម្ដងបន្ទាប់ពីថ្ងៃ 6 មករា 78 មកបញ្ហាអស់នេះអត់ទៀងទាត់ទេវាអាស្រ័យសមរភូមិញឹកញាប់ដែរទេបើសិនជាយើងនិយាយថាមិនចាំទេ មកទឹកដឹងពីទឹកដឹងឬក៏ឆាប់រហូតត្រឹម5 ថ្ងៃអីក៏មិនដឹងមិនចាំទេចឹងតើលោកចាំទេនៅពេលណាដែលមានការបញ្ជូនអ្នកទោសទៅហានវៀតណាមនឹងមកស-21ច្រើនជាងគេបំផុតចាំទេបញ្ជីយើងមិនមិននឹងជាផុសតាងហើយបើសិនជាលោកព្រះអញ្ញាចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយឲ្យបញ្ជីនៅមកខ្ញុំទៅសរុប ខែណាមកប្រមាណខែណាបងប្រមាណលោកបានលើកឡើងថាលោកបានបង្រៀនអំពីរបៀបសួរចម្លើយទៅអ្នកទោសអ្នកសួរចម្លើយអ្នកទោសវៀតណាមតើលោកចេះវិធីនេះដោយមកពីណាខ្ញុំ មនុស្សដែលខ្ញុំប្រកល់ឲ្យសួរចម្លើយវៀតណាមនេះជាមនុស្សដែលខ្ញុំឲ្យសួរចម្លើយចាប់តាំងពីកកកើតមន្ទីរស-21មកបងមកណៃដូច្នេះអត់មានពង្រៀនអីពិសេសទេរួញមនុស្សតើឲ្យគេសួរអត់មានពង្រៀនអីថែមទៀតទេគ្រាន់តែឲ្យគេរៀនអក្សរយួនភាសាវៀតណាមជាមួយវិភាសាចិន តើលោកបានណែនាំដល់អ្នកសួរចម្លើយរបស់លោកនឹងឲ្យសរសេរឬក៏នឹងថតសម្លេងនៅចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសវៀតណាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុឬក៏យកទៅប្រើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្វីផ្សេងៗណែទេ ខ្ញុំពិតជាបានណែនាំតាមគោលការណ៍កែតម្រូវពីខាងលើ លោកបានលើកឡើងថាលោកជ្រើសរើសមុំណៃឲ្យសួរចម្លើយអ្នកទោសវៀតណាមតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលអាចដែលលោកជ្រើសរើសគាត់នឹងទី1ការយល់ដឹងគេខ្ពស់ដែរខាងកម្រិតវប្បធម៌គាត់លិសឹងបានបរិញ្ញាខាងខ្មែរ ដូច្នេះយើងប្រើគាត់ទៅទិសនឹងវាល្អជាងប្រើអ្នកផ្សេងទៀតលោកម្សិលមិញក៏បានជម្រាបលោកស្រីចាប់ក្រុមដែរថានៅមន្ទីរស-21ហ្នឹងក៏មានការថតភាពយន្តតើការថតភាពយន្តនោះជារបៀបបន្តបង្អាប់ឬក៏ជារបៀបបង្កដំកើងទៅលើអ្នកទោសវៀតណាមនោះ ហើយនរណាជាអ្នកបញ្ជីឲ្យថតវៀតយន្តបែបនេះជំរាបប្រសាសន៍លោកព្រះអញ្ញាបន្តពងអាប់ឬតម្កើងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរាប់រៀបអំពីរបៀបដែលថតទីហានវៀតណាមមកជាឯកសណ្ឋានចូលមកដល់វត្តធាដោះមួក
hay lực đại cổ rút. Đó là khi ông xong cổ rút mạng của mình đi Campuchia, cần như dây dùn, ở dưới Việt Nam, xong cổ rút mạng của mình đi Campuchia, khi ông chung một nghề ấy ấy tới, biện sạc bằng này. Đấy, chỗ mọi khi liên biến tận đây Campuchia. Nế, lấy biệp thọt, nâng nâng cần lại, bất giác khi ông trong phần lý cao sắp rằm. Nế thọt rằng, nét để thọt, chung một mất thêm, hai bùn, khmui bằng cá ở bọc Pol Pot để tìm riêng thọt con nơi ai Việt Nam, nơi ai chân nhạc đèn nằm mật thêm hai bùn ní máu cứ mật bằng tờ là mật bằng nằm máu bàn sau mà phê mũi tựa tuôn bờ mật bằng nằm máu tế cứ sau mà phê mũi ở tựa tuôn tế khó chặt tăng nhạc anh thêm cả đói tại bờ bằng nằm máu khó chặt tăng ở tựa tuôn tế được chứ này mật bằng nằm mật thêm mà thọt thoát chạc nơi chạc nhóm nơi lịch anh phân cao phạm hơi từ thoát nơi các bài đi từ tiết à bình lạc bạc trong các bài phân mạng cho tông hay nằm phân quát mà hàm trái nông thoát thơ chỉ là biếp chọc Việt Nam lên đáy chọc châu là vậy nên thoát ấy nông tiền mất hôn nằm tay nó ta nẹ ná chỉ nẹ phần chia ở thoát nóng lục ai chùm riêng bàn thế nó phụ nốn bà nằm mên chỉ cho bà phụ nốn đi bà cứ bình chia bị lợi một thiệt hại tùy vì bụt bằng quả nếu không ai kia xa đi học sập rằm lúc bạn đã tôi có tham mên chùm lại xa rập hiếp rồi bỏ sạch trái Việt Nam để bạn xa tham vật sụ ta sạch trái nó mên tôi này tì chìa vấy hay ta chùm lại rồi bỏ sạch trái nó dễ tìa vấy khá lúc chăm bạn thế สตรีนั้นจะสตรีขมายรัตนาเวียดนามได้กดเจเวียดนามให้ได้เซมลิงกัดไปบ่ให้กดนั้นก็มีการจิมเปียจิมเป็นเรื่องโยกการสำงานเองนั้นโดยฉะนั้นการทอดนี้ตีมุ้ยดำใบบัญญัติฐานในสกุลเวียดนามนั้นว่าออดบายซีให้ยี่ปีปัจจุบันในสกุลนุ่งเกเครียดไปเรื่องเครียดไปไอ้นั่งวิอัตบายซีนั่งเรื่องเด็กจำในจำโปรวิจำหลายได้จำหลายสารเพียบมุ้ยเดมินจำเรียงนึกคำสมบัญจับนักคำตาจำตาโลกดังเตจิตูเตอร์จำหลายสารเพียบได้ตัวบานปีเนี่ยตัวเวียดนามนั่งวิจิกาปัดต่างอ้อได้เตจำลายสายวัตถุที่จำลายได้ยึงตำรังตื้อจำลายได้ยึงตำรังตื้อจำลายสายวัตถุที่จำลายได้ยึงตำรังตื้อยึงจำเอากินยี่ตาจะกาปัดได้หรือเต้ได้ยึงตำรังตื้อตามจัดยึงจังตามจัดยึงจังเมื่อในท่าบังคอมไอ้กิจลายตามเอาไว้ได้ยึงจังบางตำรังตื้อไอ้กิจลายตามได้ยึงจังบางได้ยึงจังบางยังจังบานเอากินยีธาตกองตบเวียดนามอัดใบซีซีกับคนตัวกินยีธามึงนักนงสิเพอร์บอโลกนายันจันดาตรองตุ่มปอปีร้อยแปดสิบเปอร์เจ็บสาขมายบานสดเสธานักไงติดดับใครอุสเพียชนะมาปอนบมบุญร้อยจัดสับบใบวัดชุกรองนุ่มปิ้งบานสับสายซาดอจมไหลมุ้ยโดยอำเภอวันเลี้ยวอำเภอกากับสำหรับผู้ชาวเวียดนามนังกาบอสำอางนงจูกองทัพหรือบอกองปิเชียกลุ่นไอตัวไว้ไว้แต่งอ้อครอนแต่จิตตัวเล็กปนนอกยุทธจุนมันเนี้ยมันเนี้ยนงจูหรือบอกยืงเตยตายสำหรับเวียดนามอ๋อบ้านสามสับเนี่ยตาโลกบานดังปัญหาในเต้ยุติชนสำหรับยุติชนเวียดนามอ๋อบานสามสับเนี่ยยุติชนเหมือนเนี่ยสำหรับเวียดนามอ๋อบานสามสับเนี่ยนี่คือสำได้นกน้องสิบเพื่อระบบโลกนายันจันดาแต่บานท้าจิกาสับซ้ายระบบวัชุกรงนุ่มปิงนกไงติดดอปไฮโอสเพียชนะมาป้อนบนบัวร้อยจัดสับบําใบ
ta lúc ban sẽ đáp trụ ấy bật tay năng qua đầm miền y tế khâm sông chùm điệp đòi trăng thay bật trụ khâm mình nghĩ để ban sẽ đáp thì có vận tải bà tạm khâm chấm mình đang gì bật phục đứng bị điện sốt rồi cầu bị mờ say thế nhất thì chân dương mình nhẹ bà sầm lập bàn nhất thì chân Việt Nam sam sầm nhẹ nghĩ chỉ chuột kỳ mùi lúc thiên và bên nét tàu lơ về về lía khơi thác đòn hai bàn tay và nhôm nơi biên sầm nô mình tỉnh tôi tiết và hai chị đọc để tì tiệt ta ăn ở nhà bàn to đây co trong sầm rạ sần tâm trên đôi thấy Thank you, Mr. President. I just want to emphasize what the President said earlier about the need to confine the questions to those that are relevant to this topic. And I would like to say that I believe that many of the questions that have been asked just now have already been the subject of examination and that the accused has already answered them. So could I add my voice to the President's in asking that we confine the questions, please, so that there is no repetition or irrelevancy? Thank you. ពីសាហាថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គជម្រះប្រកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃហាថ្ងៃត្រង់ហើយរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះនៅរសៀលនេះសូមបន្តដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការយើងទៅទៀតអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំជំរាបចោលទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយនឹងឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់សាលសម្រាប់ការវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះហើយភាគីក៏ដូចជាដែរសូមអញ្ជើញឲ្យបានតាមម៉ោងកំណត់